Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các em trong giờ học tự chọn môn hóa học 12. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là luyện tập nhôm và hợp chất của nhôm. Các em hãy chuẩn bị sách vở, giấy, bút để chúng ta cùng bắt đầu vào bài học nhé. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại một số tính chất quan trọng của nhôm và hợp chất của nhôm. Thứ nhất là về nhôm. Về vị trí và cấu hình electron nguyên tử thì nhôm ở ô số 13, chu kỳ 3, nhóm 3A trong bảng hệ thống tuần hoàn và có cấu hình electron là neon 3s2, 3p1. Vì nhôm có 3 electron ở lớp ngoài cùng, thế nên khi tham gia các phản ứng hóa học, nhôm dễ dàng nhường 3 electron hóa trị này và có số oxy hóa dương 3 trong các hợp chất. Về tính chất vật lý thì nhôm có một số tính chất vật lý điển hình như sau: là kim loại có màu trắng bạc và thường được ứng dụng để làm trang trí nội thất nhà cửa. Nhôm và hợp kim của nhôm thì có ưu điểm là nhẹ và bền đối với không khí và nước, thế nên được dùng để làm vật liệu chế tạo máy bay, ô tô hoặc là tên lửa, tàu vũ trụ. Nhôm cũng có tính chất là dễ kéo sợi và rất mỏng, và chúng ta có thể quan sát tính chất này thông qua các ứng dụng cụ thể, đó là giấy bạc để gói thực phẩm và bản chất của nó là giấy nhôm. Nhôm có đặc điểm là dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, thế nên cũng được ứng dụng để làm vỏ dây lõi dây điện hoặc dây cáp, hoặc làm xoong nồi để phục vụ đun nấu. Về tính chất hóa học thì có một số tính chất cơ bản như sau. Tính chất đặc trưng của nhôm đó là tính khử mạnh, thể hiện khi nhôm nhường 3E để tạo thành ion nhôm 3+. Và tính khử của nhôm thì chỉ đứng sau kim loại kiềm và kiềm thổ. Tính khử mạnh đó thể hiện trong các phản ứng tác dụng với phi kim, ví dụ clo, oxy hoặc là lưu huỳnh. Tác dụng với axit, ví dụ axit clohydric, axit sulfuric hoặc là axit nitric. Và chúng ta cần lưu ý là nhôm bị thụ động bởi dung dịch axit nitric đặc nguội và axit sulfuric đặc nguội. Nhôm có phản ứng với các oxit của kim loại đứng sau nhôm, hay còn gọi là phản ứng nhiệt nhôm. Nhôm cũng có khả năng tác dụng với nước, tuy nhiên phản ứng dừng lại ngay vì tạo thành lớp màng bao bọc là nhôm hydroxit, cản trở việc nhôm tiếp xúc với nước. Và một tính chất đặc biệt đó là nhôm có khả năng tan trong dung dịch kiềm. Với mỗi tính chất này thì cô yêu cầu các em hãy viết phương trình hóa học để minh họa cho từng tính chất một. Ý cuối cùng đó là trong công nghiệp sản xuất thì nhôm trong công nghiệp sản xuất người ta dùng nguyên liệu đó là quặng bôxit, có thành phần chính là nhôm oxit ngậm 2 phân tử nước. Và phương pháp để điều chế để sản xuất nhôm đó là phương pháp điện phân nóng chảy nhôm oxit. Cô có phương trình như sau: nhôm oxit điện phân nóng chảy tạo thành kim loại nhôm và giải phóng khí oxy. Về các hợp chất của nhôm thì trong chương trình chúng ta cần lưu ý một số hợp chất quan trọng, đó là nhôm oxit, nhôm hydroxit và nhôm sunfat. Với nhôm oxit và nhôm hydroxit, cô sẽ tổng hợp một số tính chất quan trọng, sau đó các em sẽ viết các phương trình để minh họa tính chất đó. Nhôm oxit là một chất rắn có màu trắng, không tan trong nước, là một oxit lưỡng tính, có nghĩa là có khả năng tác dụng với cả axit và kiềm. Tương tự, nhôm hydroxit cũng là một chất rắn màu trắng và kết tủa ở dạng keo, cũng là một hydroxit lưỡng tính. Tuy nhiên thì nhôm hydroxit thể hiện tính bazơ trội hơn tính axit. Và các em hãy viết các phương trình để chứng minh rằng nhôm oxit và nhôm hydroxit là các hợp chất lưỡng tính. Tiếp theo đó là nhôm sunfat. Về nhôm sunfat thì chúng ta cần trọng tâm vào việc phân biệt hai khái niệm là phèn chua và phèn nhôm.
Phèn chua và phèn nhôm đều là muối kép sunfat. Phèn chua là muối kép của kali sunfat, nhôm sunfat ngậm 24 phân tử nước. Và trong công thức của phèn chua, nếu chúng ta thay ion Ca cộng bằng các ion như là li ti, ion natri hoặc là ion amoni thì chúng ta sẽ thu được phèn nhôm. Và công thức chung của phèn nhôm là M2SO4 ngậm nhôm sunfat và ngậm 24 phân tử nước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài tập. Và có một số dạng bài tập mà cô sẽ cùng chúng ta tìm hiểu. Dạng thứ nhất đó là dạng về các câu hỏi lý thuyết. Câu hỏi số 1. Trong các tính chất vật lý sau, tính chất nào không phải là tính chất vật lý của nhôm? A. Màu trắng bạc. B. Khá mềm. C. Dễ kéo sợi, dễ dát mỏng. Và D. Dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, tốt hơn sắt và đồng. Thì như kem đã biết, nhôm là kim loại có màu trắng bạc, khá mềm, kéo sợi và cũng dễ dát mỏng, khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt cũng tốt, tốt hơn sắt nhưng mà chỉ bằng 2 phần 3 lần so với đồng. Vì vậy, nếu đáp án D nói rằng là khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt hơn cả sắt và đồng thì không chính xác. Vì vậy mà chúng ta sẽ chọn đáp án D. Câu hỏi số 4. Cho các phát biểu sau. 1. Nguyên tử nhôm có 3 electron lớp ngoài cùng. 2. Nhôm là kim loại có màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng. 3. Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng bauxit. 4. Phèn chua có công thức là natri sunfat ngậm nhôm sunfat ngậm 24 nước. 5. Không dùng xô chậu bằng nhôm để đựng vôi vì nó sẽ phá hủy xô chậu. 6. Nhôm và hợp kim của nhôm nhẹ, bền đối với không khí và nước, được dùng làm vật liệu chế tạo máy bay, ô tô, tên lửa, tàu vũ trụ. Số phát biểu đúng là A 3, B 4, C 5 và D 6. Thì như kem đã biết, phát biểu số 1, nguyên tử nhôm có 3 electron lớp ngoài cùng là chính xác. Phát biểu số 2 và phát biểu số 6 là các tính chất vật lý của nhôm cũng chính xác. Phát biểu số 3 là nguyên liệu sản xuất nhôm trong công nghiệp quặng bauxit chính xác. Phát biểu số 4, phèn chua, công thức đúng phải là muối kép của kali sunfat và nhôm sunfat ngậm nước. Thế nên nếu công thức là natri sunfat ngậm nhôm sunfat và ngậm 24 nước thì đấy không phải là công thức của phèn chua mà là công thức của phèn nhôm nói chung. Vì vậy mà phát biểu số 4 là phát biểu không chính xác. Phát biểu số 5 thì vôi, dung dịch vôi sẽ trong môi trường kiềm và nhôm thì có khả năng tan trong dung dịch kiềm. Vì vậy nếu mà chúng ta dùng xô chậu bằng nhôm để đựng vôi thì nó sẽ xảy ra phản ứng. Vì vậy là xô chậu sẽ bị phá hủy. Thế nên đáp phương án số 5 là phương án phát biểu đúng. Và như thế chúng ta sẽ có các phát biểu đúng là 1, 2, 3, 5 và 6. Có tất cả là 5 phát biểu đúng.
Dạng bài tập số 2, nhôm và nhôm oxit tác dụng với dung dịch kiềm. Chúng ta cùng xét ví dụ thứ nhất. Cho 31,2 g hỗn hợp bột nhôm và nhôm oxit tác dụng với dung dịch natri hydroxit dư, thu được 13,44 lít hydro ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là A. 16,2 g và 15 g, B. 10,8 g và 20,4 g, C. 6,4 g và 24,8 g, D. 11,2 g và 20 g. Để làm được bài toán này, trước tiên, các em hãy tính số mol của khí hydro. Theo đề bài cho, số mol của hydro bằng 0,6 mol. Và khi chúng ta cho hỗn hợp bột nhôm nhôm oxit tác dụng với dung dịch kiềm, thì cả hai chất đều có khả năng phản ứng với kiềm. Tuy nhiên thì chỉ có nhôm phản ứng với kiềm là sinh ra khí hydro. Vì vậy mà từ số mol hydro đề bài cho, các em có thể điền số mol này vào phương trình là 0,6 mol. Từ đó các em dễ dàng suy ra được số mol của nhôm là 0,4 mol. Và sau đó chúng ta có thể tính được khối lượng của nhôm sẽ là 10,8 gram. Và khối lượng của nhôm oxit bằng cách lấy tổng khối lượng hỗn hợp trừ đi khối lượng của nhôm thì sẽ ra 20,4 gram. Và phương án đúng đó là phương án B. Dạng bài tập số 3, muối nhôm 3 cộng tác dụng với dung dịch kiềm. Khi cho dung dịch kiềm từ từ vào dung dịch chứa muối nhôm 3 cộng thì phản ứng sẽ xảy ra như sau. Đầu tiên là nhôm 3 cộng phản ứng với OH trừ để tạo thành nhôm hydroxit kết tủa. Và nếu tiếp tục cho đến khi OH trừ dư thì sẽ xảy ra phản ứng hòa tan kết tủa. Nhôm hydroxit phản ứng với OH trừ tạo thành muối aluminat. Và tùy thuộc vào lượng kiềm dư nhiều hay ít mà kết tủa nhôm hydroxit có thể sẽ tan một phần hoặc là tan hết. Vì vậy mà hiện tượng chúng ta có thể quan sát được khi nhỏ từ từ dung dịch kiềm và dung dịch muối nhôm là ban đầu sẽ thấy xuất hiện kết tủa keo trắng. Kết tủa này sẽ tăng dần đến cực đại và sau đó tan dần cho đến hết, tạo thành dung dịch trong suốt. Phương pháp để làm bài tập này như sau. Trước tiên là chúng ta cần phải xét tỷ lệ số mol của kiềm trên số mol nhôm 3 cộng. Và căn cứ vào tỷ lệ phản ứng của kiềm với nhôm 3 cộng trong các phương trình 1 và 2, chúng ta có các trường hợp xảy ra như sau. Trường hợp 1, nếu T nhỏ hơn hoặc bằng 3 thì khi đó sẽ chỉ xảy ra phản ứng số 1 và chỉ tạo kết tủa nhôm hydroxit, không có phản ứng hòa tan kết tủa. Và trong trường hợp mà T nhỏ hơn 3 thì khi đó là nhôm 3 cộng sẽ dư. Trường hợp thứ hai, T nằm trong khoảng từ 3 đến 4. Khi đó sẽ xảy ra cả hai phản ứng 1 và 2, tức là có phản ứng tạo thành kết tủa và hòa tan một phần kết tủa. Sản phẩm sẽ bao gồm cả nhôm hydroxit và aluminat. Trong trường hợp này, cả nhôm 3 cộng và OH trừ đều hết. Trường hợp thứ 3, T lớn hơn hoặc bằng 4. Khi đó sẽ tạo muối aluminat và kết tủa sẽ tan hết. Trong trường hợp mà T lớn hơn 4 thì OH trừ sẽ dư và chúng ta có thể tính lượng OH trừ phản ứng tối đa bằng 4 lần số mol của nhôm 3 cộng. Áp dụng vào làm bài tập, chúng ta cùng xét ví dụ sau. Cho 450 ml dung dịch kali hydroxit nồng độ 2m tác dụng với 100 ml dung dịch nhôm sulfat nồng độ 1m, thu được dung dịch X. Tính nồng độ mol trên lít của các chất trong dung dịch X. Nào, việc đầu tiên chúng ta cần tính số mol của hai ion là ion OH trừ và ion nhôm 3 cộng. Số mol của OH trừ sẽ bằng số mol của KOH và bằng 0,9 mol. Số mol nhôm 3 cộng sẽ gấp đôi số mol của muối nhôm sulfat và bằng 0,2 mol.
Sau đó chúng ta sẽ xét tỷ lệ T bằng số mol của OH trừ trên số mol nhôm 3 cộng. Và trong bài này thì tỷ lệ bằng 4,5. Nó sẽ rơi vào trường hợp số 3. T lớn hơn 4 và phản ứng sẽ chỉ tạo thành muối aluminat và kiềm dư. Trong dung dịch X sau phản ứng sẽ có muối aluminat và OH trừ dư. Muối aluminat thì chúng ta sẽ tính thông qua số mol của nhôm 3 cộng dựa vào bảo toàn nguyên tố nhôm. Và số mol của aluminat bằng số mol nhôm 3 cộng bằng 0,2. Số mol OH trừ dư bằng OH trừ ban đầu trừ đi OH trừ phản ứng. OH trừ ban đầu bằng 0,9. OH trừ phản ứng bằng 4 lần số mol nhôm 3 cộng, tức là 0,2 nhân 4 bằng 0,8. Và như vậy thì kem có thể tính được số mol OH trừ dư bằng 0,9 trừ 0,8 và bằng 0,1 mol. Và từ đó thì kem dễ dàng tính được nồng độ của các chất trong dung dịch X. Muối aluminat tồn tại trong muối kali aluminat, nồng độ tương ứng sẽ xấp xỉ 0,36 mM. Và kiềm dư chính là trong KOH và chúng ta sẽ tính được nồng độ của KOH xấp xỉ 0,18 mM. Lưu ý là khi tính thể tích dung dịch sau phản ứng, chúng ta cần phải cộng thể tích của dung dịch kali hydroxit và thể tích của dung dịch nhôm sulfat là 0,45 cộng 0,1. Và bài tập này thì chúng ta sẽ coi như thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể. Bài tập số 2. Cho 0,5 lít dung dịch natri hydroxit tác dụng với 300 ml dung dịch nhôm sulfat. Nồng độ 0,2 mM, thu được 1,56 gam kết tủa. Yêu cầu tính nồng độ mol trên lít của dung dịch natri hydroxit đã dùng, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thì đây là một bài toán ngược so với ví dụ số 1 ban nãy. Chúng ta cần phải tính nồng độ của kiềm đã dùng sau khi đã biết được khối lượng của kết tủa. Cách làm của bài tập này như sau. Đầu tiên, kem sẽ tính cho cô số mol của nhôm 3 cộng thông qua số mol của nhôm sulfat. Và nhôm 3 cộng thì bằng 2 lần số mol nhôm sulfat và bằng 0,12 mol. Số mol của kết tủa chính là số mol của nhôm hydroxit thu được bằng 0,02 mol. Kem có thể so sánh số mol kết tủa với số mol nhôm 3 cộng thì sẽ thấy rằng số mol nhôm hydroxit nhỏ hơn số mol nhôm 3 cộng. Vì vậy, bài toán này sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nhôm 3 cộng dư. Và khi nhôm 3 cộng dư, tức là kiềm phản ứng hết, phản ứng sẽ chỉ tạo ra kết tủa nhôm hydroxit mà không hề có phản ứng hòa tan kết tủa. Vì vậy mà chúng ta sẽ tính được số mol OH trừ thông qua số mol kết tủa bằng 3 lần số mol nhôm hydroxit bằng 0,06 mol. Từ đó dễ dàng tính được nồng độ của natri hydroxit đã dùng bằng 0,12 mM. Trường hợp thứ hai là nhôm 3 cộng phản ứng hết. Khi đó thì phản ứng sẽ tạo kết tủa và hòa tan một phần kết tủa. Trong đó số mol kết tủa thu được là 0,02 mol và số mol của aluminat chúng ta tính dựa vào bảo toàn nguyên tố nhôm. Lấy số mol của nhôm ban đầu trừ đi số mol của nhôm trong kết tủa nhôm hydroxit thì sẽ ra số mol nhôm trong aluminat và chính bằng số mol aluminat luôn. Và kết quả bằng 0,12 trừ đi 0,02 bằng 0,1 mol. Từ đó thay vào phương trình, chúng ta dễ dàng tính được số mol của OH trừ phản ứng sẽ bằng 0,46 mol và từ đó chúng ta tính được nồng độ của dung dịch natri axit đã dùng bằng 0,92 mM. Dạng bài tập cuối cùng mà chúng ta sẽ cùng xem xét đó là dạng bài tập cho hỗn hợp gồm có nhôm và một kim loại kiềm, ví dụ natri, kali,
hoặc là một kim loại kiềm thổ, ví dụ canxi hoặc bari tác dụng với nước. Chúng ta sẽ cần lưu ý những điều sau để làm bài tập. Khi cho cả hỗn hợp gồm nhôm và kim loại kiềm hoặc kiềm thổ tác dụng với nước thì thứ tự phản ứng xảy ra như sau. Đầu tiên, kim loại kiềm M tác dụng với nước để tạo thành MOH và giải phóng khí hydro, thì một nguyên tử M sẽ giải phóng 1/2 phân tử hydro. Và sau khi tạo thành dung dịch có môi trường kiềm như vậy thì nhôm sẽ tiếp tục tan trong kiềm tạo thành muối aluminat và giải phóng khí hydro. Một nguyên tử nhôm sẽ giải phóng 3/2 phân tử hydro. Từ số mol của M để bài cho cũng chính bằng số mol của MOH theo bảo toàn nguyên tố. Số mol của nhôm cũng bằng số mol của MOH theo tỷ lệ phản ứng trong phương trình. Và chúng ta sẽ biện luận để biết xem là nhôm đã tan hết hay chưa. Trong trường hợp thứ nhất, số mol của M bằng số mol MOH và lớn hơn hoặc bằng số mol của nhôm thì khi đó nhôm đã tan hết. Còn nếu như số mol của M và số mol của MOH nhỏ hơn số mol của nhôm thì tức là nhôm sẽ chỉ tan một phần. Chúng ta cùng xét ví dụ sau. Hòa tan hỗn hợp X gồm có natri và nhôm vào nước dư, thu được V lít khí. Cũng hòa tan M gam hỗn hợp X trên vào dung dịch natri hydroxit dư thì thu được 7V/4 lít khí. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Để làm được bài tập này, chúng ta cần phải biện luận. Các em có thể dựa vào dấu hiệu thể tích khí thu được ở hai lần thực hiện phản ứng để biện luận. Ở lần thứ nhất, hỗn hợp X này hòa tan vào nước thu được V lít khí. Ở lần thứ hai, cũng M gam X đó nhưng hòa tan vào dung dịch kiềm thì lại thu được 7/4 V, tức là thể tích khí thu được nhiều hơn. Điều đó chứng tỏ rằng khi hòa tan vào nước thì nhôm chưa phản ứng hết và nhôm còn dư. Thế còn nếu phản ứng của hỗn hợp X với dung dịch kiềm dư thì nhôm đã phản ứng hết rồi, thế nên lượng khí thu được sẽ nhiều hơn. Và để thuận tiện cho tính toán thì cô sẽ đặt V bằng 4 x 22,4 tức là bằng 89,6 lít. Khi đó thì số mol hydro ở thí nghiệm tác dụng với nước sẽ là 4 mol. Và số mol của khí hydro khi tác dụng với dung dịch natri oxit là 7 mol. Coi như điều kiện là điều kiện tiêu chuẩn. Cô gọi số mol của natri là x mol và số mol của nhôm là y mol. Khi hòa tan hỗn hợp vào nước, đầu tiên là natri sẽ phản ứng với nước để tạo thành khí hydro và dung dịch kiềm natri hydroxit. Thì hai nguyên tử natri mới giải phóng ra được một phân tử hydro. Vì vậy mà số mol của natri là x thì số mol của hydro tương ứng sẽ là 0,5x. Và khi có môi trường kiềm rồi thì nhôm sẽ phản ứng với cả kiềm để giải phóng khí hydro. Sở dĩ cô sẽ tính số mol theo natri oxit bởi vì nhôm còn dư. Và số mol của nhôm natri hydroxit bằng với số mol của natri, tức là bằng x mol. Từ đó chúng ta sẽ suy ra số mol của khí hydro là 1,5x. Tổng số mol hydro thu được là 2x và bằng 4 mol. Từ đó chúng ta sẽ suy ra x bằng 2. Khi hòa tan hỗn hợp vào dung dịch kiềm dư thì đảm bảo là cả natri và nhôm đều phản ứng hết. Một natri giải phóng 1/2 hydro và một nhôm thì giải phóng 3/2 hydro. Cô đặt số mol của natri bằng x thì số mol hydro sẽ là 0,5x. Số mol của nhôm là y thì số mol hydro tương ứng là 1,5y. Và tổng số mol hydro sẽ bằng 0,5x cộng 1,5y bằng 7.
Mà ở thí nghiệm trên thì chúng ta đã tính được x bằng 2. Vì vậy mà kem sẽ dễ dàng suy ra y bằng 4 mol. Như vậy thì trong hỗn hợp x sẽ có 2 mol natri và 4 mol nhôm. Từ đó kem sẽ dễ dàng tính được phần trăm khối lượng của natri bằng 29,87% và phần trăm khối lượng của nhôm bằng 70,13%. Sau đây là các bài tập vận dụng cô yêu cầu các em làm và trình bày vào trong vở của mình. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Chúc các em có thật nhiều sức khỏe và học tập tốt.